Anh ơi, nạp tiền người thân là gì vậy anh? À, là một dịch vụ nạp tiền vào cell phone cho người thân ở Việt Nam, đặc biệt chỉ có tại Lunex em à. Tiện quá, phone mẹ em ở Việt Nam vừa mới hết tiền, anh nạp giùm em nha anh. Đưa cho anh số cell phone của mẹ, em chỉ cần nạp 12 đô la thôi là mẹ em sẽ nhận được 200.000 tiền Việt Nam. Và mẹ em cũng nhận được tin nhắn về số tiền nạp ngay bây giờ. Em biết không, dịch vụ này nạp tiền cho tất cả cell phone tại Việt Nam và hơn 114 quốc gia trên thế giới em à. Lunex Telecom, dẫn đầu trong sáng tạo.